Hello, xin chào mọi người, mình là Jenny đến từ Cao 68. Jenny nhận được rất là nhiều câu hỏi từ các anh chị và các bạn, đó là nếu như một người mới hoàn toàn không biết gì về coin, bitcoin hay là tiền ảo hết thì chúng ta có thể bắt đầu từ đâu, làm thế nào để mua bán bit hay là trade coin, hay là làm thế nào để tham gia vào cái thị trường này, cho một người hoàn toàn mới không biết một cái gì cả thì chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu và làm như thế nào. Thì ngày hôm nay Jenny sẽ hướng dẫn và giải thích cho mọi người qua video. Mọi người hãy bắt đầu xem nha. Ok, để mở đầu video thì Jenny sẽ chia sẻ một số câu hỏi mà mình Jenny nhận được về chủ đề này. Ví dụ như là nhắc đến thị trường tiền ảo, thị trường coin thì mọi người chỉ biết đến Bitcoin mà thôi. Hay là tiền ảo Bitcoin có sử dụng ngoài đời sống được không? Ví dụ như là đi siêu thị, đi mua đồ, đặt nhà hàng khách sạn, vé máy bay thì có dùng Bitcoin được không? Và nếu như mình muốn mình muốn bán Bitcoin thì làm như thế nào? Bao nhiêu tiền mới có thể mua được Bitcoin? Một người có vài trăm ngàn đồng hay là một người chỉ có vài triệu thôi, hoặc là mấy chục triệu thì có thể mua được Bitcoin được không? Hay là bây giờ thì coin nào đang rẻ, giá đang tốt, rồi lợi nhuận đang cao, thu về vốn nhanh, vân vân. Hoặc là một người mới bắt đầu không biết một cái gì cả thì có chơi coin được hay không và phải bắt đầu từ đâu, thì mình sẽ cùng nhau giải đáp và cover hết những cái câu hỏi này trong video ngày hôm nay. Vậy thì đầu tiên mọi người cần phải biết đó là Bitcoin, đúng không? Mọi người nghe rất là nhiều về Bitcoin. Vậy thì Bitcoin là gì? Chúng ta không cần, hoặc là chúng ta trong video ngày hôm nay không có đủ thời gian để giải thích tường tận về Bitcoin, những cái thuật toán xoay quanh, những cái ứng dụng và những cái gọi là technical background đằng sau nó, thì mình sẽ chỉ hiểu sơ sơ Bitcoin là gì thôi ha. Nếu mà các bạn muốn đọc thêm thì các bạn hãy tìm bài viết là Bitcoin là gì của con số 8 đọc, thì mình sẽ chỉ highlight một số ý chính thôi. Là Bitcoin là một loại tiền điện tử này, và không có một cái tổ chức, một cái cá nhân nào nắm quyền kiểm soát, kể cả chính phủ hay là kể cả bất kỳ ai hết, bởi vì nó là một cái hệ thống phi tập trung. Phi tập trung tức là mọi người ngang hàng như nhau và không có một ai sở hữu hay là nắm quyền kiểm soát cả. Và Bitcoin chỉ có một lượng cung nhất định thôi, còn gọi là total supply, tức là nguồn cung nhất định ra thị trường là chỉ có 21 triệu đồng Bitcoin mà thôi. Bây giờ bạn có làm, bạn có đào, bạn có mua bán, bạn có làm đủ kiểu đi nữa thì nó cũng sẽ chỉ có 21 triệu đồng Bitcoin được tạo ra trong hệ thống mà thôi, và mãi mãi sẽ là như thế. Vậy thì Bitcoin ở đâu mà ra? Bitcoin được phát minh vào năm 2009 với một người đến bây giờ thì vẫn chưa biết đây là tên người này là thật sự là ai. Chỉ biết một cái bí danh được gọi là Satoshi Nakamoto. Thì Satoshi Nakamoto, coi 68 có một cái video về ông này, các bạn có thể tham khảo cái video tại đây nha. Cha đẻ của Bitcoin thật sự là ai? Rồi, tiếp theo nữa thì Bitcoin nó có những cái gọi là đi vào đời sống thực tế như thế nào ha. Thì ngoài thế giới trước đi. Ngoài thế giới thì các bạn có biết một quốc gia tên gọi là El Salvador. Mình không biết mình có đọc đúng không, nhưng mà theo cái này mình đọc là El Salvador. Thì quốc gia này là quốc gia chấp nhận Bitcoin làm phương thức thanh toán hợp pháp đầu tiên ở trên thế giới. Và cái này là đã được lên rất là nhiều báo rồi, các bạn có thể tìm đọc. Thì El Salvador đây đã trở thành quốc gia có chủ quyền đầu tiên trên thế giới chấp nhận Bitcoin là phương thức thanh toán hợp tác cùng với đồng đô la Mỹ. Tức là trong quốc gia này thì họ chấp nhận Bitcoin là phương thức thanh toán chính thức. Các bạn có thể mua bán hàng hóa, các bạn có thể làm tất cả mọi thứ giao dịch bằng Bitcoin hợp pháp ở trong quốc gia này. Đó, đây là tin thế giới. Còn Việt Nam thì có một cái bài viết rất là thú vị gần đây, đó là ngày 19 tháng 8 mới ra luôn. Thì theo báo cáo của The Chain Analysis thì việc chấp thuận tiền mã hóa trên thế giới đã tăng đến 88%. Và đố các bạn biết quốc gia nào đứng đầu tiên trong cái bản báo cáo này? Đó chính là, đây, đó chính là Việt Nam. Đó, các bạn thấy không? Đây, Việt Nam này là nước đứng top 1 luôn các bạn. Rất là bất ngờ vì kết quả của cái bài báo cáo này, cho nên là bài báo cáo này đã được share rất là rộng rãi trên những nơi. Đây, các bạn có thể tìm và đọc bài viết này ha. Là một báo cáo và kết quả rất là thú vị, là Việt Nam là dẫn đầu bảng xếp hạng top 1 luôn. Rồi, vậy thì mọi người cần phải biết là không, gọi là trong thị trường tiền, mình không dùng tiền ảo ha, mà mình dùng từ tiền mã hóa, hoặc là tiền điện tử, mình sẽ dùng từ tiền mã hóa. Trong thị trường tiền mã hóa thì Bitcoin không phải là một loại coin duy nhất, mà nó sẽ còn rất 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 nhiều trăm ngàn, hàng trăm hàng ngàn các loại đồng coin khác. Thì lát nữa mình sẽ cùng tìm hiểu xem là có bao nhiêu đồng coin tất cả ha. Nhưng mà các bạn cần phải hiểu đó là Bitcoin và altcoin. Altcoin là gì? Rồi, bây giờ mình sẽ cùng tìm hiểu cái định nghĩa altcoin là gì.
Đây, altcoin là tất cả những loại tiền điện tử không phải Bitcoin thì được gọi là altcoin. Tức là các bạn hình dung cái thế giới tiền điện tử nó sẽ chia thành hai loại. Thứ nhất là Bitcoin. Bitcoin là chỉ có một cái đồng Bitcoin thôi á, là không bao gồm những cái đồng khác nha. Và loại thứ hai được gọi là altcoin. Altcoin này là bao gồm tất cả những cái loại đồng coin khác mà trừ cái Bitcoin ra thì được gọi là altcoin. Đó, nó sẽ gồm Bitcoin và altcoin. Rồi, dễ hiểu đúng không? Vậy thì altcoin là gì? À, đây mình mới mở ra cái bài viết mình lại đóng lại. Altcoin nguồn gốc ra đời, tham gia như thế nào thì các bạn có thể đọc bài viết này của Co 68 và mình sẽ nhấn mạnh một cái từ gọi là mọi người hay nhắc đến, đó là altcoin season, gọi là mùa altcoin á. Thì altcoin season là gì? Đây, altcoin season là gì? Đây, mọi người có thể đọc bài này để biết altcoin season là gì, dấu hiệu nhận biết altcoin season. Thì cái mùa altcoin này là khoảng thời gian tăng trưởng rất là mạnh mẽ của các đồng altcoin, tức là những đồng tiền không phải là Bitcoin, thì nó sẽ có một cái mùa, một cái giai đoạn nó tăng trưởng cực kỳ mạnh mẽ. Và đây cũng chính là mùa yêu thích của trader, khi mà những cái đồng altcoin mà mình hold ở trong ví, mình mua bán, mình nắm giữ ở trong ví của mình á, nó tăng giá dẫn đến tổng tài sản của mình, tổng tài sản ở trong ví của mình tăng. Cho nên trader rất là thích mùa này, được gọi là mùa altcoin. Và mọi người đều mong chờ là altcoin season sẽ đến. Đó, cho nên là các bạn có thể đọc cái bài này để biết dấu hiệu nhận biết khi nào là altcoin season, nó có những cái dấu hiệu gì để chúng ta có thể mua altcoin từ trước cái đó, từ trước khi mùa altcoin đến chẳng hạn. Rồi, mối quan hệ giữa altcoin và Bitcoin, bài này thì rất là chi tiết cho nên là mình sẽ không phân tích trong video ngày hôm nay, các bạn sẽ tự tìm đọc nha. Mình sẽ chỉ nói những ý chính thôi. Rồi, bây giờ thì có bao nhiêu đồng coin tất cả? Jenny sẽ cho các bạn hai cái trang web mà mình hay sử dụng nhất và mình nghĩ là tất cả những người mà tham gia thị trường tiền mã hóa này đều biết đến hai trang web này, đó là CoinGecko, thứ hai đó là CoinMarketCap. Thì với bản thân mình dùng CoinGecko nhiều hơn. Mình dùng CoinGecko nhiều hơn bởi vì mình cảm thấy cái giao diện nó dễ dùng với mình hơn. Tuy nhiên thì những cái đồng coin mà được list ở trên CoinGecko, các bạn thấy cái số lượng này không? Nó chỉ là 9.003 thôi. Còn ở bên CoinMarketCap thì nó sẽ nhiều hơn, nó đến 11.345. Đó, thì bạn có thể xem hai cái website này để các bạn thấy đó là mình có những đồng coin nào ở trong đây nè, giá bao nhiêu nè, volume như thế nào, market cap bao nhiêu. Đó, các bạn có thể tìm trong hai trang web này để xem nhé. Và Jenny hay dùng CoinGecko. Thì lát nữa mình sẽ đi qua một chút về những cái chỉ số ở trong đây ở phần sau video này. Thì bây giờ mình sẽ lướt qua thôi, là các bạn có thể coi những cái đồng coin, những cái giá, những cái chỉ số ở đâu. Thì mình suggest là các bạn có thể coi trên CoinGecko. Tiếp theo, khi mà chúng ta muốn mua bán Bitcoin thì chúng ta sẽ mua ở đâu? Câu trả lời đó là chúng ta sẽ mua ở những sàn giao dịch. Thì Jenny sẽ suggest cho các bạn hai sàn giao dịch mà mình hay sử dụng nhất. Sàn thứ nhất đó là Binance. Thì các bạn vào co68.com/go/binance hoặc là FTX, là các bạn vào co68.com/go/FTX. Mình sẽ để hai cái link này ở bên dưới. Các bạn nào mà chưa có tài khoản, chúng ta đăng ký tài khoản thì chúng ta sẽ vào hai cái link này nha. Thì Binance, FTX và Binance đều là hai sàn giao dịch lớn, uy tín trên toàn thế giới, ai cũng biết cả. Có một sự khác biệt đó là FTX thì mình thấy họ gọi là hay dành cho những cái trader chuyên nghiệp, bởi vì FTX có những cái tính năng, có những cái chức năng mà những sàn giao dịch khác không có và Binance cũng không có, nhưng mà FTX thì lại có. Cho nên mình thấy những trader chuyên nghiệp và trader pro họ hay dùng FTX hơn. Ngoài ra thì FTX cũng có một số cái tính năng nó sẽ có lợi hơn cho mình về phí, về giao dịch, chuyển khoản, tất cả mọi thứ nó sẽ tiện hơn rất là nhiều cho những bạn trader, cho nên là các bạn xài FTX nhiều lắm. Nhưng mà ngày hôm nay thì dành cho những bạn mới bắt đầu và chúng ta cũng cần phải mua bán B2B, tức là chúng ta mua từ Việt Nam đồng, chúng ta mua sang coin á, chúng ta dùng Việt Nam đồng trong tài khoản ngân hàng á, thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là đăng ký Binance ha. Còn FTX thì bạn nào mà muốn đăng ký dành cho những trader chuyên nghiệp thì mình sẽ lên YouTube của Co 68 có những bài hướng dẫn về FTX rất là chi tiết. Đầu tiên thì các bạn bấm vào link Binance xong, nó sẽ hiện ra phần gọi là tạo tài khoản. Thì các bạn bấm vào, một là đăng ký từ email hay là đăng ký bằng di động. Thì ở đây các bạn có thể chọn một trong hai ha, tùy cái nào cũng được. Nhập email của mình vào, nhập mật khẩu của mình vào. Rồi ID giới thiệu thì các bạn có thể nhập cái mã này vào. Sau đó các bạn bấm tôi để đọc đồng ý và bấm chữ tạo tài khoản. Tiếp theo đó là chúng ta sẽ đi mua USDT. USDT là gì? Thì ở trên YouTube của Con 68 mình đã có những video giải thích cực kỳ chi tiết USDT. Thì các bạn có thể gọi là dễ hình dung USDT, nó là một cái stablecoin. Và tại sao chúng ta cần phải mua nó? Khi mà các bạn bấm vào phần thị trường trong Binance, chúng ta bấm vào thị trường spot,
Tiếp tục đến thị trường fiat. Fiat ở đây là tiền pháp định. Thì các bạn có thể thấy những loại stablecoin tại đây, ví dụ như USDT hay là BUSD chẳng hạn. Đối với bản thân mình, khi mà mình hướng dẫn cho người mới, những bạn mà mới vào thị trường, thì mình khuyên các bạn là chúng ta nên mua USDT thay vì những loại stablecoin khác để gọi là dễ thao tác và dễ hiểu hơn. Ví dụ như bây giờ bạn muốn mua Bitcoin đúng không? Mà Bitcoin nó đang niêm yết với USDT đó, tức là 48.908 USDT sẽ bằng với lại một Bitcoin, thì bắt buộc các bạn cần phải có cái USDT này các bạn mới có thể mua Bitcoin được, hay là mua những loại coin khác mà nó niêm yết với USDT được, như là ADA, ETH, BUSD, BNB, XRP, Doge, vân vân đó. Thì chúng ta phải mua USDT thì chúng ta mới giao dịch được. Và mua USDT bằng cách nào thì chúng ta sẽ có 3 cách ha. Cách thứ nhất đó là mình mua qua sàn giao dịch B2B. B2B nãy mình nói ở trên rồi, đó là chúng ta chuyển từ tiền Việt Nam đồng trong tài khoản ngân hàng sang tiền tiền mã hóa, tức là ở đây là USDT. Các bạn có thể mua trên Remitano. Remitano mình có hai cái video hướng dẫn rất là chi tiết tại đây, các bạn có thể xem. Hoặc là mua trên Binance B2B hay là hộp BOTC. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn mua ở trên Binance B2B nhé. Cách thứ hai đó là mua USDT qua người quen, merchant uy tín hoặc là qua chợ đen. Cái này thì có một cái ưu điểm đó là giá tốt hơn rất là nhiều, và số lượng cũng có thể là lớn hơn nếu bạn cần mua số lượng lớn. Tuy nhiên thì mình gọi là cái này các bạn cần phải tránh lừa đảo nha, bởi vì lừa đảo diễn ra ở cái trường hợp hai này rất là nhiều. Các bạn gặp những người mà không uy tín chẳng hạn, hay là những người mà mình không biết họ là ai hết, họ dụ dỗ mình mua xong rồi họ lừa đảo tiền của mình, thì cái này các bạn cần phải hết sức lưu ý là mua của những người quen thôi, hoặc là những người mua bán uy tín có tên tuổi ở trên thị trường thì các bạn hãy mua. Cách thứ ba đó là mua bằng thẻ Visa, Mastercard ở trên cổng fiat ở trên sàn, tức là trên sàn Binance này luôn, nó cũng sẽ có một cái cổng fiat, các bạn có thể mua bằng credit card hoặc là Mastercard của các bạn. Tuy nhiên thì cái cách này hơi gọi là nó đang rất là mới, cho nên là chưa nhiều người thử lắm, cho nên là đối với những bạn mới thì đôi khi nó sẽ hơi khó thao tác, cho nên mình vẫn recommend đó là cách 1 là mua qua Binance B2B. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đó là mua USDT qua Binance B2B nhé. Đầu tiên các bạn truy cập vào coinsoft8.com/go/binance, đăng ký tài khoản, thì lúc nãy mình đã đăng ký rồi đúng không? Sau đó thì mình sẽ xác minh tài khoản của mình. Lưu ý bước này rất quan trọng nha. Chúng ta sẽ xác minh, chúng ta sẽ xác minh những gì nè? Xác minh những thông tin cá nhân bao gồm email, số điện thoại và 2FA. Có 3 cấp xác minh và tùy theo yêu cầu. Đây các bạn có thể xem 3 cái cấp xác minh và nó khác nhau như thế nào. Đâu rồi? Đây, 3 cái cấp xác minh cơ bản, trung cấp và nâng cao. Thì những cái giấy tờ mà mình cần cung cấp cho Binance nó cũng khác nhau. Ví dụ như cơ bản thì mình chỉ cần cung cấp thông tin thôi, nhưng mà đến trung cấp thì mình phải chụp hình chứng minh nhân dân của mình chẳng hạn, hay là nâng cao thì mình phải chụp chứng minh địa chỉ, rồi phải những cái giấy tờ yêu cầu khác, nó sẽ cao cấp hơn một chút. Tuy nhiên thì những cái lợi ích đi kèm là nếu mà các bạn xác minh cơ bản thôi thì các bạn giới hạn tiền nạp nó sẽ chỉ bao gồm 300 đô, hay là trung cấp thì nó sẽ giới hạn cao hơn một chút là 50.000 đô, rồi nâng cao thì là nó sẽ giới hạn là 200.000 đô chẳng hạn. Đó, cho nên là tùy cái gọi là cái yêu cầu cá nhân mà các bạn sẽ xác định xem là mình xác minh đến mức nào. Tuy nhiên lời khuyên của mình thì các bạn nên xác minh đầy đủ ở mức cơ bản và mức trung cấp. Đấy là lời khuyên của mình đó, cho những bạn mới ha. Rồi, bây giờ thì mình sẽ vào phần Binance ha. Mình sẽ vào phần Binance và mình bấm vào xác minh. Thì các bạn bấm vào trang chủ Binance, nó sẽ có chữ xác minh tài khoản ngay lập tức luôn, bởi vì nó rất quan trọng cho nên là nó kiểu để đập ngay vào mắt mình luôn á. Xác nhận quốc gia. Xác nhận quốc gia thì các bạn chọn Việt Nam. Nói chung là phần này thì khá là dễ luôn á. Các bạn có thể làm rất là nhanh và dễ. Ví dụ như bạn muốn xác minh cơ bản, thời gian xác nhận là có 1 ngày thôi, bạn bấm vào xác minh ngay bây giờ, thì bạn cung cấp chứng minh thư, tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, tất cả mọi thứ, thì các bạn bấm tiếp tục là nó sẽ ra. Nói chung là phần này khá là dễ và cơ bản, cho nên là mình sẽ không hướng dẫn trong video này. Các bạn cứ làm theo cái hướng dẫn ở trong Binance, bấm vào cái quốc gia Việt Nam, nó sẽ chuyển ngôn ngữ sang tiếng Việt, rồi các bạn cứ thế mà làm thôi. Quan trọng là các bạn phải xác minh xong và các bạn tải 2FA về. 2FA là gì? Thì mình nhớ là ở trong đâu rồi? Mình nhớ là ở trong đây nè. Mình nhớ là ở trong cái một trong hai cái video hướng dẫn Remitano này, mình giải thích rất chi tiết là cách các bạn sẽ tải 2FA như thế nào, cách các bạn xác minh như thế nào, rất là chi tiết, các bạn có thể xem tại đây ha. Mình sẽ không nói lại nữa bởi vì nó khá là dài á. Rồi, sau khi mà các bạn đã xác minh xong rồi, sau khi mà các bạn đã xác minh thông tin cơ bản xong rồi, thì giờ chúng ta sẽ tiến hành đó là đi mua USDT nhé.
Ok, thì bây giờ mình sẽ làm mẫu cho các bạn qua một cái tài khoản mà mình đã KYC rồi của Binance. Thì chúng ta sẽ đăng nhập. Sau khi đăng nhập xong, nó sẽ bắt chúng ta nhập 2FA. Thì bây giờ mình sẽ nhập mã xác minh 2FA. Rồi bây giờ mình sẽ đi mua USDT. Thì mình sẽ cho các bạn xem ví của mình ha. Là ví của mình hiện tại đang là không có một đồng nào hết. Đây, USDT đang có 0 USDT trong này. Và mình có thể bấm vào chữ mua ở ngay đây. Hoặc là chúng ta vào giao dịch tài khoản B2B. Rồi chúng ta có một số bạn nó sẽ hiện ra như thế này nè. Nó sẽ hiện ra CNY. Thì các bạn nhớ bấm vào chữ Fiat và bấm vào VND. Rồi đổi sang Việt Nam đồng nha. Rồi mua thì bấm vào màu xanh dương, bán thì bán vào màu đỏ. Ở đây mình sẽ mua. Rồi các bạn nhớ chú ý cái giới hạn khả dụng này. Giới hạn mua là ví dụ tối thiểu là 3 triệu và tối đa là 3 triệu 4. Đó, các bạn nhớ chú ý cái giới hạn mức này nè. Ok. Vậy thì mình sẽ mua 12.800.000, bởi vì mình đang có 12.800.000 trong Techcombank. Mình sẽ mua hết luôn để mình test cho các bạn xem. Thì mình sẽ chọn bạn này ha. Rồi bấm vào chữ mua USDT, tôi muốn trả bao nhiêu. Rồi mình sẽ nhận được 552 với tỷ giá. Đây tỷ giá đang là 23.159 Việt Nam đồng là 1 USDT. Thì bây giờ mình sẽ bấm vào chữ mua. Và các bạn nhớ đọc cái chữ chuyển khoản, điều khoản và điều kiện nha. Đây, rồi mình sẽ bấm mua USDT. Đặt lệnh thành công. Rồi nó sẽ chuyển mình sang đây. Nói chung là mọi người phải cực kỳ cẩn thận và chú ý khi chúng ta chuyển khoản. Này, vui lòng xác nhận rằng bạn sẽ chuyển tiền. Bạn đã chuyển tiền thành công bằng thức tấm tán dưới đây. Đó là chuyển khoản ngân hàng. Tài khoản số ngân hàng là Techcombank. Tên Đỗ Thị Minh Thu. Đó, rồi lưu ý này, không nói chuyện với bất cứ ai tự xưng làm hỗ trợ Binance Zalo hay là không chủ động liên hệ. Nói chung là sẽ có những hình thức lừa đảo, thì chúng ta hãy chú ý đó là chúng ta không gọi là không liên hệ với họ. Và đặc biệt này, người mua không ghi nội dung là mua USDT, mua Bitcoin trong nội dung chuyển khoản. Nhớ nha, cái này rất rất nhiều bạn mắc lỗi. Đó là trong cái nội dung chuyển khoản cứ ghi là mua Bitcoin, mua USDT. Thì chúng ta lưu ý đó là không ghi nội dung như thế. Và chúng ta sẽ ghi như thế nào? Đó là copy mã số giao dịch. Này, copy mã số giao dịch ở trên này. Đó, các bạn thấy chữ sổ lệnh không? Đó, copy cái này, sao chép vào nội dung chuyển khoản. Và người mua lưu ý nhấn vào đã thanh toán sau khi chuyển tiền xong. Có rất nhiều bạn rất mắc cười, đó là chuyển tiền xong chúng ta không bấm vào để chuyển tiền, mà chúng ta cứ để lệnh pending ở đó, làm cho người bán họ không có nhận được tiền, là họ chưa có trả coin cho mình. Nên các bạn chuyển khoản xong, nội dung ghi số lệnh và bấm đã chuyển tiền tiếp theo nếu bạn đã chuyển khoản xong. Ok, bây giờ thì mình sẽ chuyển khoản cho bạn Đỗ Thị Minh Thu. Các bạn lưu ý đó là chúng ta chỉ có 15 phút để thực hiện lệnh này thôi nha. Nếu như mà chúng ta không chuyển trong 15 phút thì lệnh này sẽ bị hủy. Và lưu ý là chỉ chuyển đúng số lượng mà họ ghi ở trong đây, không chuyển nhiều hơn. Để chuyển tiền tiếp theo nè, mình đã chuyển tiền rồi. Ok, xác nhận ha. Rồi, bây giờ thì người bán sẽ có 15 phút để nhả cái USDT ra cho mình. Thì nếu như các bạn sau 15 phút mà các bạn không nhận được USDT trong ví, các bạn bấm chữ khiếu nại. Ok, vậy thì lệnh đã hoàn tất rồi. Các bạn bấm vào ví ha. Bấm vào tổng quan ví nè. Fiat và Spot này. Rồi, các bạn bấm vào chữ tài khoản Fiat. Đây, tài khoản Fiat của mình số dư khả dụng đã là 552 USDT. Tuy nhiên thì các bạn vẫn chưa thể nào mua coin được đâu. Đó là các bạn phải chuyển từ ví Fiat vào ví Spot. Thì các bạn bấm vào đây. Các bạn bấm vào chữ chuyển ha. Các bạn sẽ chuyển từ tài khoản P2P sang tài khoản Fiat và Spot. Rồi, mình sẽ chọn coin là USDT. Rồi, mình sẽ chuyển hết tối đa luôn. Chúng ta bấm xác nhận. Ok, chuyển thành công. Rồi, và bây giờ mình sẽ thử mua Bitcoin cho các bạn xem nhé. Các bạn sẽ vào thị trường. Các bạn sẽ vào thị trường. Mình sẽ bấm vào thị trường Spot. Sau đó chúng ta sẽ bấm vào thị trường Fiat. Và chúng ta chọn coin. Ở đây thì các bạn có thể bấm vào mua Bitcoin hoặc là mua ETH. Ở đây có rất là nhiều bạn biết đến Bitcoin, cho nên là mình sẽ mua Bitcoin cho các bạn xem để cho dễ nè. Rồi, họ sẽ hướng dẫn cho mình. Ở đây chúng ta sẽ kéo xuống ha.
đây sẽ có lệnh giới hạn, lệnh thị trường và lệnh stop limit. Thì gọi là nói chi tiết về những cái lệnh này nó khác nhau chỗ nào thì mình sẽ để cho một cái video khác. Video ngày hôm nay vì muốn làm đơn giản cho nên là mình sẽ bấm luôn vào lệnh thị trường, tức là bạn sẽ mua với giá thị trường luôn. Ở đây là 48.821. Đây, mình sẽ bấm vào chỗ thị trường. Rồi, chúng ta sẽ bấm vào mua ở bên này, bán ở bên này ha. Ở đây mình đang muốn mua thì mình sẽ bấm vào tổng là bao nhiêu. Mình muốn mua bao nhiêu nhỉ? 500 USDT đi. Thì mình sẽ bấm vào chữ mua BTC. Rồi, đã khớp lệnh market mua. Thì lúc này ở trong ví của mình lúc này thì các bạn thấy đâu rồi? USDT đã xuống còn 52 đô và BTC của mình lúc này mình đang sở hữu 0.01 BTC. Đó, tức là mình đã mua Bitcoin xong rồi đó các bạn. Các bạn thấy hoàn toàn rất là đơn giản đúng không? Đó, tương ứng với lại 499 USDT nè. Ok, và P&L thì các bạn có thể coi ở phần trên. Ok, rất là đơn giản đúng không? Và bây giờ thì video cũng khá là dài rồi. Tuy nhiên thì mình vẫn còn muốn có rất là nhiều những cái gọi là kiến thức và nội dung các bạn cần phải biết. Đó là ngoài Bitcoin ra thì còn những đồng coin nào để mua, và chúng ta chọn lựa đồng coin như thế nào để mua, có những cái tiêu chí gì, thì mình sẽ để trong video phần 2. Các bạn nhớ đón xem video phần 2 của mình nha. Ok, và cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Mình sẽ hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Thank you so much for watching. And các bạn nhớ like cho mình và subscribe kênh YouTube của Coin68 TV ở bên dưới để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của mình nha. Các bạn nhớ bấm vào cái chuông nữa để không để nó sẽ hiện thông báo cho các bạn. Ok, nói nhiều quá, cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem video và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.